Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 23 tháng 11. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay sẽ trực tiếp diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng tử thần và tin vui dành cho Hoàng Đức cùng với một số thông tin mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của bóng đá STV ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá của Thái Lan vừa qua thì đã chốt thời điểm diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2024. Và theo bên phía Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thì lễ bốc thăm vòng chung kết của U23 châu Á 2024 sẽ được diễn ra vào lúc 12 giờ giờ địa phương, tức là vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, ngày 23 tháng 11 tại Doha, Qatar. Ở giải đấu này thì ba đội đứng đầu sẽ giành quyền để tham dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư sẽ góp mặt ở trận đấu play-off với đội chủ nhà là đại diện của bên phía Liên đoàn bóng đá châu Phi để tranh một suất tham dự Olympic Paris 2024. Hiện nay với tư cách là đội chủ nhà thì đương nhiên đội bóng U23 Qatar họ sẽ mặc nhiên là sẽ có mặt ở vòng chung kết với 15 đội bóng đã vượt qua vòng đấu loại và sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 với mã số đó là A1. Do lọt đến vòng tứ kết ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 dưới bàn tay của Hong Kong Kim, cho nên đội tuyển U23 Việt Nam đã được nằm ở nhóm hạt giống số 2. Rất thuận lợi dành cho đội tuyển U23 Việt Nam đúng không ạ? Và hiện nay thì đại diện của Đông Nam Á đó là Thái Lan đứng ở nhóm số 3, trong khi đó thì Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 4. Và với việc phân chia như thế này thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn sẽ rơi một vòng đấu tử thần của Đông Nam Á, gồm có những đại diện có thể như là Thái Lan cùng với Malaysia, kể cả là Indonesia bên cạnh một nhóm ở trong nhóm số 1 nữa. Hiện nay danh sách 16 đội bóng giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 gồm có U23 Jordan tại bảng A, U23 Hàn Quốc ở bảng B, U23 Việt Nam ở bảng C, U23 Nhật Bản tại bảng D, U23 Uzbekistan tại bảng E, U23 Iraq tại bảng F, U23 UAE tại bảng G, U23 Thái Lan tại bảng H, U23 Australia tại bảng Y, U23 Ả Rập Xút tại bảng Y, U23 Indonesia tại bảng K, U23 Trung Quốc, U23 Kuwait và U23 Tajikistan cùng với đội bóng đó là U23 Malaysia. Vì vậy mà nếu như có một cái lá thăm bốc ma thăm may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn sẽ rơi vào một bảng đấu gồm toàn những đội bóng đến từ Đông Nam Á. Và đây cũng là một trong những điều mà trước đây khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 thì chúng ta cũng đã đều đối mặt với các đội bóng như là Indo, như là Malaysia trong cùng một bảng đấu. Và đó là những bảng đấu thực sự rất thú vị dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và khi đó chúng ta đã có được cái tấm vé lọt đến vòng loại thứ ba World Cup 2022. Và hiện nay ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 thì Đông Nam Á góp mặt đầy đủ các anh tài. Trong số này thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta là đội có lần thứ 5 liên tiếp chúng ta có mặt. Thành tích tốt nhất của chúng ta ở năm 2018 đó chính là ngôi Á quân sau khi mà thất bại trước U23 Uzbekistan ở trong những giây phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Còn hiện nay thì đội tuyển U23 Ả Rập Xút họ đang là đội đương kim vô địch và theo lịch thì vòng chung kết của U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024. Đây là một thông tin mà tôi nghĩ rằng là quý vị và các bạn cũng rất mong muốn được chờ đợi khi mà hiện nay thì với đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng sẽ sang đầu năm sau, năm 2024 thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục để thi đấu các trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ hai World Cup 2026. Còn đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta sẽ chờ đợi những cầu thủ trẻ họ sẽ trình diễn một cái lối chơi như thế nào ở trong đầu năm 2024 này dưới bàn tay của ông Philippe Trouche nhé. Còn kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa qua liên quan đến trận đấu, một trận thua của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trước một đội bóng đó là đội tuyển Iraq đương nhiên mang đến quá nhiều những sự tiếc nuối. Và câu chuyện vừa qua thì chúng ta nói nhiều về cá nhân của Hoàng Đức. Hoàng Đức thì cũng đã nhận những thông tin rất vui sau khi mà bị ông Philippe Trouche ngó lơ. Thế bên cạnh đó thì cũng là một trong những thông tin có lẽ cũng khá là sẽ buồn dành cho Hoàng Đức, cho việc là cậu ấy có thể cạnh tranh cho cái vị trí quả bóng vàng Việt Nam 2023 này. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trước đội tuyển Iraq hơn hẳn về mặt thể hình, thể lực, kinh nghiệm chinh chiến quốc tế thì đội quân áo đỏ đã không thể kiểm soát được trái bóng và thế trận rõ ràng là chúng ta đã bị rối loạn mất phương hướng so với cả đối thủ. Hiệp 2 là một thế trận rất khác khi mà đội tuyển của chúng ta đã dám dâng cao phối hợp tấn công
chơi có nét hơn. Và mặc dù thì cũng chưa gây ra nhiều khó khăn dành cho đối thủ, nhưng chúng ta cũng thấy được rằng từ sức trẻ, sự dũng cảm của những cầu trò, những ý chí chiến đấu của những cầu thủ là điều mà chúng ta đã thấy được rất rõ ở trong hiệp 2 vừa qua khi mà chúng ta gặp đội tuyển đó là Iraq. Thế nhưng đương nhiên với một trận đấu mà có đòi hỏi rất nhiều về bản lĩnh kinh nghiệm thì đội tuyển Việt Nam chắc chắn vừa qua thì chúng ta đã bộc lộ rất nhiều những vấn đề về kinh nghiệm, kể cả những cầu thủ thi đấu trên sân rồi là sự chỉ đạo của ban huấn luyện ở trên băng ghế chỉ đạo nữa. Việc ngay từ đầu hiệp 2 mà ông Philippe Trucci đã thay người gần như hết cả những vị trí rồi, hết cả 5 vị trí rồi. Và đó là một điều mà nhiều người cảm thấy rằng khó hiểu và thậm chí là quá mạo hiểm đến mức là quá mức cần thiết. Ông thầy người Pháp tin dùng những nhân tố trẻ đương nhiên là cũng đúng và quan trọng dành cho tương lai của bóng đá Việt Nam thôi. Thế nhưng đồng loạt một lúc mà thay như vậy mà không có bất cứ một cái kinh nghiệm của những cầu thủ nào hay có bất cứ một cầu thủ được coi rằng là bảo bối nào ở trên hàng công hay là hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cả. Rốt cuộc thì chúng ta cũng chẳng tạo ra bất cứ một sự đột biến đáng kể nào trong cuộc đối đầu vừa qua với đội tuyển Iraq. Và vừa qua thì Đình Bắc cũng đã có được bàn thắng trước đối thủ yếu đó chính là Philippines. Thế nhưng trước một đối thủ được đánh giá mạnh như là Iraq thì mọi chuyện thực sự là khó khăn với những cầu thủ trẻ. Và đương nhiên còn phải thời gian dài nữa thì chúng ta mới thấy được những cầu thủ trẻ này có chứng minh rằng là những nhận xét, những lựa chọn của ông Philippe Chuche vừa qua có thực sự là sáng suốt hay không. Những cầu thủ như Thành Long hay là Thanh Nhàn thì đương nhiên họ còn phải rèn rũa hơn rất nhiều. Trong khi đó những cầu thủ mà chúng ta rất cần, những cầu thủ mà có kinh nghiệm đẳng cấp như Hùng Dũng hay là Hoàng Đức cuối cùng thì lại không được khai thác, không được tin dùng, một điều thực sự khó hiểu. Một trận thua sát nút trước đội tuyển Iraq đương nhiên là điều mà chúng ta có thể chấp nhận được và chúng ta cũng có quyền để mà chúng ta tiếc nuối. Con đường trẻ hóa của ông Philippe Trucci thì cũng vạch ra một số những minh chứng đúng đắn. Nhưng phải chăng là chúng ta đang quá cấp tập khi mà lại quá tin tưởng và đưa vào một cái lộ trình nó lại quá là sớm như vậy, khi mà những cầu thủ trẻ họ phải chiến đấu căng mình lên và chiến đấu ở trên sân khi mà không có những đàn anh để dẫn dắt và gánh vác đi những áp lực dành cho những cầu thủ trẻ. Hiện nay thì Flick thì cũng sẽ trở lại và đó sẽ là một trong những cái điều quan trọng để cho những nhân tố trẻ họ được chu rèn, được thực tiễn trong cái giải đấu được coi rằng khá khắc nghiệt như là V-League. Dẫu sao thì đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng F của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đó là Indonesia thì họ cũng đã đánh mất đi một lợi thế trong hai trận đấu mở màn rồi. Họ thua đậm trước Iraq với tỷ số 1-5, rồi thậm chí chỉ có được một điểm trước đội tuyển đó là Philippines thôi. Vì vậy mà câu chuyện hiện nay thì với đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn đang khá là thuận lợi để có thể có được tấm vé đi tiếp. Và đương nhiên đó là cái cơ sở để chúng ta có thể tin tưởng, sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới ở trong tháng 3 trong năm 2024. Còn thực tế vừa qua thì đối với một cầu thủ đó là Hoàng Đức, cậu ấy cũng sẽ nhận những thông tin rất vui sau khi mà không được ông Philippe Trucci trọng dụng ở trên đội tuyển Việt Nam. Bởi trong khi các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào những chuỗi ngày thi đấu liên tục thì Hoàng Đức sẽ có một chút những thời gian để nghỉ ngơi trong quãng thời gian này. Ở loạt trận FIFA Day trong tháng 11 thì Hoàng Đức đã góp mặt trong thành phần của đội tuyển Việt Nam, nhưng cậu ấy không được ra sân bất cứ một phút nào trong hai trận đấu vừa qua cả. Và ông Philippe Trucci khẳng định rằng là Hoàng Đức cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa bởi vẫn chưa thực sự phù hợp với triết lý của ông ấy. Và trở về từ đội tuyển Việt Nam thì nhiều cầu thủ sẽ phải lập tức để thi đấu vào các trận đấu ở quốc gia hay là V-League trong màu áo của câu lạc bộ. Một số gương mặt thì còn phải đá hai trận từ nay đến hết tháng 11. Trong khi đó thì Hoàng Đức phải đến tận mùng 3 tháng 12 thì cậu ấy mới ra sân một trận đấu đầu tiên ở V-League khi mà gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đương nhiên đó sẽ là quãng thời gian đủ để cho Hoàng Đức có thể lấy lại được cái tâm lý sự bất ổn của mình trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ rằng sẽ có sự bất ổn thôi, bởi chắc chắn cậu ấy sẽ đang cảm thấy khá là buồn khi mà không được cống hiến trong hai trận đấu vừa qua. Và đương nhiên vấn đề về mặt thể lực sẽ có một khoảng thời gian để cho Hoàng Đức sẽ luyện thể lực và hy vọng rằng sẽ lấy được cái phong độ tốt nhất khi mà có thể trở lại thi đấu trong màu áo của Viettel cũng như là màu áo của đội tuyển Việt Nam ở trong thời gian tới. Nhưng thực tế hiện nay thì có một thông tin cũng là buồn dành cho Hoàng Đức, bởi chúng ta đều biết rằng là cái danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2023 này nó dựa trên rất nhiều yếu tố, không chỉ là thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ đâu mà những yếu tố thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia cũng quyết định khá nhiều đến cái danh hiệu này. Thế nhưng vừa qua hai trận đấu trong tháng 11 đặc biệt quan trọng thì Hoàng Đức lại không được ra sân bất cứ một phút nào. Và đương nhiên là Hoàng Đức chắc chắn sẽ không có điểm, sẽ bị trừ điểm trong cái cạnh tranh, cái cuộc đua của bóng vàng khi mà tính đến cái sự đóng góp dành cho đội tuyển quốc gia.
Vì vậy đây là một thông tin tôi nghĩ rằng là cũng khá là thất thiệt dành cho Hoàng Đức. Đây là một thông tin khá buồn. Còn đối với ông Philippe Trouche thì rõ ràng vừa qua là sự tự tin thái quá rồi. Nhìn lối chơi của ông ấy, ông nói rằng là Hoàng Đức có khả năng chạy không bóng không tốt và không phù hợp với cái chất lý lối chơi. Nhưng khẳng định một điều rằng nếu như mà Hoàng Đức có mặt trên sân ở trong hiệp 2 thì nhiều cầu thủ chúng ta cũng không phải bị chuột rút như vậy đâu. Bởi có khả năng giữ bóng tốt và biết đâu đó những khoảng thời gian chúng ta thấy rồi, chúng ta thua ở trong có mười mấy giây cuối cùng thôi. Và với Hoàng Đức, khả năng kiểm soát bóng của cậu ấy cực tốt thì việc có thể câu giờ, ở đây chúng ta nói thẳng luôn, câu thêm khoảng vài ba phút nữa đối với Hoàng Đức cực kỳ đơn giản. Nhưng cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra và chúng ta đã nhận một trận thua rất đáng tiếc, vô cùng mẽ bảng đúng không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào với những cái thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay? Thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận của mình ở phía dưới nhé. Còn tới đây thì bản tin của Bóng Đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.